Xin chào các bạn đã đến với buổi livestream hàng ngày hiệu quả của Viện Thẩm mỹ Korea tại số 1 Trần Nhật Duật. Thì hôm nay anh là bắt cóc được chị Nguyên là từ Đồng Tháp. Thì sau khi mà chị làm cái liệu trình xong xong cắt da xong đó là bắt chị ngay xuống đây ngay đây luôn là để cho các bạn để xem hiểu rõ hơn về cái liệu trình của chị. Sau hơn một tháng làm liệu trình là chị đã cải thiện được cấp sắc, có nghĩa là cái vóc dáng của chị hoàn toàn như thế nào. Thì Thành sẽ cho các bạn xem hình ảnh trước đây của chị Nguyên cũng với là cái bộ đồ này nhá. Thì đây, như các bạn đã thấy cái vòng bụng của chị á, sau khi mà chị sinh bé xong, cách đây là khi mà chị sinh bé được bao lâu rồi? 3 năm rồi đó. Sau khi sinh 3 năm là của chị rất là to luôn. Đây là vòng bụng dưới của chị rất là to, và kèm theo cái vùng cơ của chị, có nghĩa là khi sinh con xong á, các chị sẽ bị cho nó có nghe cái tình trạng gọi là nghĩa là cái thành cổ tử cung mình sẽ đổ về phía trước, cho nên là bụng mình rất là to và nhìn rất mất thẩm mỹ. Và kèm theo nữa là chị bị cái tình trạng đó, do chị che tay đây nên các bạn sẽ không thấy rõ là ở đây là cái vùng hông và vùng xoài của chị rất là to luôn. Cho nên khi chị mà mặc đầm váy để lại ngấn ngấn mở rất là mất tự nhiên, kèm theo vùng đùi của chị nữa. Hôm nay nó toàn khăn, gần như là toàn khăn. Đúng rồi, chị có mỗi một cái duy nhất là cái mặt chị không to nè, và kèm theo cái bắp tay chị cũng to, còn dưới là chị to đều hết, ngay cái bắp chân chị cũng to rồi. Thì chị có thể chia sẻ cái lý do tại sao mà chị tăng cân? Thì lúc đó thì mình có mang mà, mình có em bé mà, nói chung là mình cũng muốn mọi điều tốt cho con, nên là ra mình ăn mà kiểu mà ăn rất là nhiều thì nó không vô con, lại vô mẹ thì mình tăng lên nó khoảng 15 kg trong cái thai kỳ đó. Rồi xong sau đó mình sinh con thì con 2 kg mấy 3 kg thôi, có nghĩa mình cũng không giảm được nhiều, mình cũng giảm thì mình cân ký lại thì mình vẫn còn là khoảng là tăng 12-13 kg hơn so với lúc chưa sinh, có nghĩa là lúc mình còn con gái á. Với là một phần khi mà chị có bé thì gia đình bên chị cũng chăm sóc rất là nhiều. Khi mà chị lúc mà trao đổi với em, trong lúc mà tư vấn á, thì chị ăn rất là nhiều giò heo, kèm theo là đu đủ nữa. Tại vì mình người miền Tây mà, thật sự người miền Tây mà có một cái quan điểm là có nghĩa là cứ ăn đu đủ, giò heo là sẽ là có sản sinh ra lượng sữa cho bé rất là tốt. Cho nên là mặc định là cứ ăn như vậy. Cho nên chị ăn rất là nhiều luôn, có ngày chắc ngày ăn đều luôn. Chị ăn nó mà chị cảm thấy chị ngán luôn, nhưng mà cũng phải ăn nữa. Đó, rồi bồi bổ rất là nhiều. Rồi không phải là giò heo không đâu, nói chung là cái gì mà nó tốt cho con, tốt cho em bé mà mấy bà hồi xưa mà tôi kêu gọi là truyền lại á, đúng là rồi. Bà ngoại làm hết, đúng rồi. Trời ơi, rồi lúc đó là mình cứ ăn thì mình không có giảm nổi đâu, mình lúc đó mình lại tăng lên nữa đó. Đúng rồi. Và sau khi mà chị bị cái tình trạng tăng cân như vậy á, trong sau khi mà chị bé bắt đầu có cái dấu hiệu cứng cáp và bắt đầu khỏe mạnh, thì chị là có bắt đầu là có suy nghĩ về cái việc mà mình đi làm điều chỉnh cho bé không? Có. Lúc đó là trước đây á, là mình nghĩ tới việc là uống thuốc giảm cân hoặc là tập thể dục, game yoga gì đó. Nhưng mà mấy cái đó đấy mình không có hiệu quả. Xong rồi mình cũng đi spa, đi làm cái liệu trình massage của bụng á, để cho nó giảm xuống. Chị làm ở đâu? Chị làm ở chị Đồng Tháp luôn hay đâu? Chị làm nó không, chị lên thành phố thì làm, tại vì ở dưới thì cũng không có điều kiện nhiều, cái mix spa nó cũng không có nhiều đâu. Đúng rồi. Nên chị phải lên đây. Massage coi như là dưới chị làm massage đơn giản thôi. Đúng rồi. Còn này chị làm massage giảm béo đúng không? Đúng. Thì lên trên đây á thì khoảng cách địa lý nè, cộng thêm ở spa đó là bắt là phải là một tuần làm 3 lần. Trời, mình không có thời gian, còn con cái, còn gia đình, còn công việc nữa. Thì nhưng mà cũng ráng sắp xếp, tại mình cũng muốn giảm cân mà. Nói chung lúc đó chị có niềm tin lớn đó đúng không? Đúng rồi. Đó lúc cũng gọi là thúc đẩy lắm luôn á, là tại mình thấy mình mập quá. Rồi mình làm thì cuối cùng là nó không có hiệu quả. Cứ là mình không thấy giảm, không thấy gì, mình vẫn thấy như vậy mà mình lại thấy mất tiền. Đúng rồi. Mất tiền á, có nghĩa là mình đưa tiền đi mà đi đâu đó mà mình không lấy lại được cái gì hết. Có vẻ bức xúc đúng không? Đúng rồi, bực bội, bức xúc lắm. Cảm thấy hơi bị bức xúc khi mà mất niềm tin như vậy. Và sau khi mà tại sao mà chị có thể mà biết đến Viện Thẩm mỹ Korea và chọn Viện Thẩm mỹ Korea làm liệu trình cho mình? Ta nếu mà ta gọi nó là cơ duyên thì chắc có lẽ là đúng. Tại vì á con bé em á lúc trước hay chiêu á là bà mập như con heo. Rồi biết nó dở nhưng mà cũng buồn. Nhưng buồn mà nó vậy? cũng là người mà đồng hành với mình là tìm những phương pháp giảm cân. Thì nó cứ nghĩa là nó còn trẻ hơn, nó thường lên mạng nó tìm tòi này kia, thì với lại nó không có gia đình nên cái thời gian nó nhiều hơn á, thì nó tìm thì nó nhìn thấy cái thẩm mỹ viện Korea của mình á, thì nó kêu thôi chị tìm hiểu thử, thấy mình thấy ok thì mình đi làm, còn không thì thôi. Thì nó đưa cho mình coi
mình cũng theo dõi, cũng theo dõi livestream hàng ngày như vậy nè. Lúc đầu cũng chẳng tin đâu, nhưng mà sau một thời gian á thì mình bắt đầu mình giống như kiểu mình xem xong mình nghiện mình xem hoài, bắt đầu từ từ nó thấm, như kiểu như tôi gọi là thấm vô máu á, là mình cứ phải xem xong mình phải tin. Mình tin xong mình cứ cũng sắp xếp thời gian, cũng gửi con, mà giờ thì cũng đỡ rồi, là con nó đi học nên mình cũng dễ dàng hơn trong việc đó. Rồi mình cũng lên đây, mình cũng nghe nè, gặp bác sĩ Thanh nè, tư vấn. Thì có nghĩa là sau khi mà chị xem được bên em livestream á, chị xem bao lâu chị ghé bên em nè? Khoảng một tháng, nói chung là khoảng một tháng, là tại vì lúc đó mình cũng mập, mình cũng rất là muốn. Nói chung là nếu mà muốn giải quyết triệt để nhau một cách nhanh chóng, đúng không? Sau khi quyết định là sau một tháng lên gặp em. Nhưng mà khi mà chị đến gặp em, chị cũng chưa có niềm tin. Em tư vấn chị cả một tiếng đồng hồ, chị mới bắt đầu chị làm liệu trình. Tại vì lúc đó cũng nghi ngờ, cũng lăn tăn trong đầu lắm. Tại lúc trước mình đã làm rồi, mình làm mà mình không có hiệu quả, mình lại bị mất tiền, giống kiểu đang gọi là mất tiền oan á. Thì đúng rồi, thật sự như các bạn đã thấy thì đối với điều chỉnh massage đó, các bạn chỉ có thể giảm được cái mỡ dưới da mình thôi. Mà mỡ dưới da thì rất dễ sinh ra và dễ mất đi, cho nên là không có cải thiện được trực tiếp cái lượng mỡ trong cơ thể của mình. Đó, cho nên khi mà làm điều chỉnh viện thẩm mỹ Cora thì các bạn sẽ giải quyết được vấn đề đó. Và kèm theo nữa là khi mà chị làm, các bạn làm điều chỉnh đó cũng sẽ cải thiện phần nào sức khỏe của mình. Và kèm theo vóc dáng của mình nữa. Giống như chị Nguyên ở đây là chỉ là thay đổi hoàn toàn, như các bạn đã thấy, vòng bụng của chị thay đổi hoàn toàn luôn. Tuy hôm nay á, do cái dấu hiệu của chị bị nạn da là do chị sinh nở trước đây, nhưng mà nó cái vết nạn nó đã thay đổi hoàn toàn, không như lúc trước nữa. Các bạn đã thấy rõ không? Cái vết nạn nó đã xe kích lại, nó cải thiện hoàn toàn, kèm theo cái vùng bụng trên của chị không còn thấy như lúc trước nữa. Đây, chị có thể xoay qua bên không cho các bạn xem không? Đây là vùng xoài của chị trước đây rất là to, khi mà các bạn nhìn thấy bắp tay của chị đúng không? Kèm theo ở đây vùng xoài của chị rất là to, các bạn không thể nhìn nhận được, nhưng mà đến hôm nay là chị thay đổi rồi. Đây, chị quay lại các bạn xem nhé. Đó, hôm nay là chị có thể là có cải thiện hoàn toàn luôn, chị có thể tự tin vào những cái đầu body rồi. Tại vì vùng bụng của chị cũng thay đổi, chứ nhất chị còn có nghĩa là không phải lo lắng gì cái vấn đề mà giống như những cái đầu như hồi xưa mình đã mong muốn nữa. Giờ chị có thể mặc được những cái đầu là bộ váy thì còn luôn rồi, đúng không? Cái tình trạng rạn da thì do cơ địa, nhưng mà tại do cơ địa của mình á thì nó khác người ta, nó nên thành ra nó bị rạn. Nhưng mà cái đó mình cũng không có sợ, là mình có thể mặc đồ mình che, đúng không? Rồi còn mà bây giờ mình lại tự tin được một cái là mình mặc những cái đồ body hoặc những cái đồ màu sắc sực sỡ, hoặc là những cái màu mình thích. Trong khi đó lúc trước là chỉ mặc đồ là kêu bằng resize, cứ là size nào lớn nhất và cái màu nào tối nhất là mình chọn những cái đó, chứ không phải. Bây giờ chị có thể chia sẻ cho các bạn hiểu rõ hơn về cái quá trình đào thải của chị không? Thì mình làm cái chương cái này á, là lúc mà mình kéo vô á thì cái tinh chất đó thì khoảng một tuần lễ á. Chị có thấy đau gì không? Lúc mà khi chị làm điều chỉnh cánh? Không thấy đau hết. Thì lúc đó vô là mấy bạn đã làm điều chỉnh tê cho mình rồi. Mình đâu có tê lên. Đúng rồi, lúc cái vô mình không có cảm giác gì hết luôn á. Mình rất là tiện, đúng cho rồi. Nên chị có thể đi về trong ngày luôn. Đúng rồi, đi về trong ngày luôn. Rồi cộng thêm á là cái một tuần lễ đầu á, mình đạt được đào thải cái mỡ bao lâu vậy là hả? Một tuần lễ đầu là đào thải rồi, là đào thải cứ ra cũng phán mỡ nó màu vàng nó giống như mỡ gà vậy đó. Xong mình thấy vậy thì mình lên cân thử thì mình thấy mình giảm được 2kg. Một tuần mình chỉ giảm ngay 2kg rồi đúng không? Đúng rồi, rất là tốt luôn. Nhưng mà mình thấy sức khỏe mình vẫn ổn định, mình không có bị không mệt đúng không? Không, chị vẫn đi làm bình thường, chăm sóc con của bình thường, đúng rồi, rất là ổn đó. Ok rồi, xong tự nhiên cái nó giảm được như đó thì mới lên. Trời ơi, rồi trong đầu lại đặt nguyên một cái dấu hỏi to lớn, có khi nào mình lại bị dụ nước không? Nhưng mà hơi mai sau là qua 2 tuần bắt đầu nó lại đào thải tiếp. Thì tới nay là khoảng hơn 1 tháng, cỡ 45 ngày á, thì mình đã giảm được 8kg và 15cm vùng bụng. Nói chung đó là một cái gọi mình gọi là cái điều kỳ tích, một cái điều kỳ diệu đó mà mình thấy rất chị là mong muốn đó, đúng không? Đúng chị rồi. chưa bao giờ chị nghĩ, khi mà chị lúc mà em thăm khám cho chị á, chị mong muốn là chị giảm tối đa là tầm cao lắm 5kg là chị mừng đúng không? Mà tối đa là 10cm thôi, nhưng mà hôm nay chị đến 15cm rồi, thì đã vượt mốc được như vậy thì chị rất là vui. Và với lại khi mà chị mà được cải thiện được vóc dáng như vậy á, cái người mà nhìn cái chị với cái ánh mắt hoàn toàn khác là ai? Đầu tiên thấy là chồng. Chồng nhìn mình là cái người ta kêu bằng mắt chữ A mồm chữ O, nhìn chứ kiểu như mình lạ lẫm lắm gì đó. Thì do lúc đó thì mình mập nên thành ra là chồng thì không có kêu ca gì đâu, tại vì mình do mình sinh con mà. Nhưng mà mình cũng thấy tự ti rồi ngại với chồng mẹ kia đó, nên
Nhưng mà sau khi mình giảm cân thành công á thì á hả, mình thấy trong mắt chồng cứ vẻ giống như mình đi đâu cũng dẫn mình theo chứ. Đi cà phê, cà pháo, gặp bạn bè hay là đi đâu cũng kêu em ơi đi, em ơi đi. Trời ơi, lúc đó mình cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc luôn. Tại vì được chồng thương rồi, chồng quan tâm này kia, quan tâm ân cần này kia, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Rồi còn đối với bạn bè đồng nghiệp mà kèm theo những cái em gái như vậy thì sao rồi? thì lúc đó là nó không thốt nên lời. Nói chung là tại vì bạn bè là cùng lứa tuổi thì cũng con cái như nhau này kia, nhưng mà thân hình thì cũng giống như mình lúc trước vậy đó, cũng xồ xề, nó cũng mập mạp vậy đó. Thì hả, mà trong khi mình bây giờ thì mình được mặc những cái bộ đồ mà tươi sáng, những bộ đồ ôm sát, thì nói chung là bạn bè nhìn mình với mắt ngưỡng mộ. Rất là ngưỡng mộ, rất là muốn biết mình làm cái gì, mà tại sao trong vòng một thời gian ngắn như vậy, mình tháng trước thì gặp mình nó lại như khác, còn tháng sau thì gặp mình lại khác. Nó nhìn cái mặt, nhìn cái kiểu giống như là kiểu là tò mò, kinh ngạc, rồi cộng thêm là còn khen nữa. Khen nó giống như là mình giống như là gái chưa có chồng, chưa có con vậy đó. Nhìn thấy đúng không? Lúc đó là thích lắm. Phụ nữ mà, em mà chỉ thích điều đó. Đó, và sau khi mà chị làm điều chỉnh rất là thành công như vậy á, thì chị có thể chia sẻ cho các bạn biết rằng những cái chị á mà bị mắc cái tình trạng như chị á, có nên làm điều chỉnh như thế nào và nên dùng những cái biện pháp nào để hỗ trợ tốt cho sức khỏe của mình hơn? Thì mình, nếu mà ai mà cũng giống tình trạng như mình thì mình khuyên chân thành luôn là cứ nên thử đi. Cũng giống như mình lúc đầu đắn đo, lo sợ, nhưng mà cuối cùng lại rất là hiệu quả, mà mình có nghĩa là mình cảm thấy là hài lòng với cái dịch vụ bên đây, với bác sĩ đây rất là tận tâm, và cộng thêm nói chung là mình rất là cảm ơn ở chỗ này, giống như kiểu là tái sinh mình, mình không còn cái cảm giác tự ti giống như trước nữa. Cảm ơn như chị, mai mốt lên đem đánh dừa cho em mà được cái miếng trước là được. Chắc luôn sẽ đem rất là nhiều quà cho các bạn ở đây, nhất là cho bác sĩ nữa, là bác sĩ là người rất là tận tâm với em. Không có gì, cái đó là cái trách nhiệm của em khi mà đối với cái liệu trình của chị. Cho nên là nếu mà các bạn có bị cái tình trạng giống như chị Quyên hay là những cái tình trạng khác thì hãy để lại thông tin số điện thoại, sẽ có bác sĩ và các chuyên gia hỗ trợ trực tiếp cái liệu trình cho mình, để giúp cho các bạn có thể lấy được vóc dáng và cải thiện cái phần nào sức khỏe của mình nhé. Và hiện tại Viện Thẩm mỹ Korea chỉ có 3 chi nhánh chính, đó là số 1 Trường Dục Duật, 99 Triệu Việt Vương kèm theo 7981 Hoàng Hoa Thám. Tất cả những chi nhánh khác đều không trực thuộc chi nhánh Viện Thẩm mỹ Korea, cho nên các bạn hãy xem cẩn thận trước khi đến, và để giúp cho mình có thể đạt được cái hiệu quả mong muốn tốt nhất nhá. Và với lại một phần nữa là như vậy nè, thì bên Viện Thẩm mỹ Korea đang có chương trình ưu đãi quốc khánh rất là nhiều luôn, thì có nghĩa là từ 20 tháng 4 cho đến ngày 1 tháng 5 có rất nhiều ưu đãi dành cho các bạn, chẳng hạn giống như các bạn mua có thể là mua 30 ống tặng 5 ống, mua 40 ống tặng 7 ống, mua 50 ống tặng 10 ống, là ta tặng sale xuống vùng, và kèm theo có thể cho các bạn là những cái liệu trình về da, và kèm theo những cái buổi săn chắc da giúp cho các bạn đi cải thiện được vóc dáng tốt hơn. Thì thôi, Thành sẽ không làm gián đoạn cái liệu trình của chị nữa, thì Thành sẽ cho chị có nghĩa là trả chị về với chồng chị. Thôi thì ông xã chờ dưới nãy giờ cũng lâu rồi, thì chị cứ lên thay đồ xong rồi đi về với ông xã, dù gì cũng trưa rồi, có gì sắp xếp về, có gì về nhắn tin em là được nha. Cái gì trao đổi với em. Dạ, cảm ơn bác sĩ, nói chung là cảm ơn bác sĩ Thành rất là nhiều, và cảm ơn Thẩm mỹ viện Rang cô Lea này đã tạo cơ hội cho mình thành một người khác. Thôi thì em cảm ơn chị rất là nhiều, vì chị đã đặt niềm tin vào em, thì em sẽ không bao giờ để cho chị thất vọng. thì Thành sẽ xin kết thúc cái buổi livestream hiệu quả hiện tại tại đây. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những buổi livestream lần tới.